đồng giá với các chị luôn nhá. Đến mã nào thì các chị phải nhanh tay để lại số điện thoại nhá. Tất cả em xá đồng giá 199.000. Đấy, bắt đầu cho các chị đây. Rồi mã đầu tiên đi. Mã này là mã Y2 cho em. Chị nào nhanh tay trước thì được ạ. 5 chiếc. Y2 cho em này. Y2 5 chiếc, vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay kèm thẻ bảo hành cho mình luôn nhá. Một là bên em sẽ gửi cho mình hai thẻ bảo hành. Một là thẻ bảo hành xanh màu hoa hoặc là thẻ bảo hành đó, đều là thẻ bảo hành bên em các chị nhá. Rồi, mã này là Y2, Y2 xả các chị 199.000. Nhanh tay chút thì được ạ, à. Đồng hồ hãng các chị ơi. Đây các chị nhìn kỹ nhá. Ở đằng trước vẫn có ký hiệu này. Đằng sau vẫn có ký hiệu máy cho các chị luôn này. Đấy các chị thấy chưa? Thông số máy này, ký hiệu máy em đang bán hơn 500.000 ạ. À. Y2 còn 4 chiếc các chị nhá. Y2 199 về nhà các chị này. Chốt này các chị và chỉnh sửa xong các chị bật lại cho em, bắt đầu đồng hồ sẽ chạy nhá. Đấy thấy chưa? Xuất sắc chưa? Vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay, mặt size 20, không phai không đen, chống nước thoải mái cho mình. Y2 199k kèm số điện thoại nhá. Y2 199k kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp theo ạ, à, em đi nhanh nhá. Bởi vì mỗi cái em còn số lượng rất là ít thôi ạ. À. Đồng hồ nhà em đang bán hơn 500.000 cơ, nhưng mà nói thật luôn với các chị là mỗi mẫu nó còn đâu vào vài cái thôi, nên là hôm nay xả lỗ cho các chị nhá. Ôi đẹp chưa? Mẫu này thì đúng là xuất sắc luôn. Xuất sắc xuất sắc. Vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay. Mã của nó là mã Y3. Chị nào nhanh tay trước thì được nhá. Y3 199 ạ, 5 chiếc. Y3 kèm số điện thoại cho em, đồng hồ hãng. Đang bán mẫu này là đang bán 580.000 ạ. Bây giờ xả là 199.000. Lấy hai cái trong livestream này các chị được miễn phí giao hàng, một chiếc là tiền ship hàng 30.000 nhá. Rồi mã này cho em là mã Y3. Y3 199 kèm số điện thoại, đồng hồ hãng, mặt size 18 ạ. Chống nước thoải mái, đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái, bên em vẫn kèm thẻ bảo hành và mình được xem hàng nhá. Đây cho các chị xem này. Đấy, ký hiệu máy này, thông số máy này, đằng trước cũng có ký hiệu này, đính đá full này, đá kim cương nhân tạo 100 viên cho các chị luôn. Đấy, rồi mã này là mã Y3 kèm số loại. 5 chiếc, 199.000. Các chị lưu ý hộ em là các chị không phải là các chị ơi em xả hàng là mỗi cái còn 5 6 chiếc thôi, nên là các chị lưu ý là không hỏi em là cho chị xem mẫu này, cho chị xem mẫu kia các chị nhá. Cứ đến mẫu nào em xá thì em sẽ dơ lên, các chị ưng mẫu nào thì các chị để lại số điện thoại kèm mã đấy thì các chị sẽ có đơn nhá. Đây, ví dụ như mã này mà các chị ưng quá thì để lại số điện thoại cho em. Là Y3 kèm số điện thoại. Đấy, 199.000, tiền ship hàng 30.000, 2 chiếc được miễn phí giao hàng nhá. Đẹp chưa? Ví dụ như các chị lấy một chiếc Y2 và một chiếc Y3 như này là các chị được miễn phí giao hàng này. Hai cái khác nhau, quá rẻ luôn. Trời ơi, xuất sắc, được xem hàng các chị nhá. Rồi, bắt đầu tiếp ạ. Sang cho các chị một mẫu màu đi. Đây, một mẫu này em đang bán 850.000. Màu, mẫu này là mã xá 1 đi. Xá 1 trắng hoặc là xá 1 vàng kèm số điện thoại. Em cũng xả cho mình với giá 199.000. Tất cả đều mới, các chị lưu ý hộ em nhá. Em xả đây là do bên em còn tồn lại mỗi cái là 5-10 chiếc. Em không muốn bán nữa nên là em xả tặng tri ân mình. Chứ thực chất là mẫu này bên em đang bán 850.000 này. Các chị nhìn kỹ này. Phun đá viền trong, phun đá viền ngoài, kim chỉ giờ, kim chỉ phút, kim chỉ giây đều có dạ quang, xem giờ buổi tối cho em. Đồng hồ hãng bên mặt trước có ký hiệu, mặt sau vẫn có ký hiệu ạ. Xá 1 trắng hoặc là xá 1 trắng hoặc là xá 1 vàng kèm số điện thoại. Trắng là trắng tinh, vàng đây nha các chị nhá. Mặt size 25 của nữ ạ, chống nước chống xước tuyệt đối cho mình luôn. Đấy, xá 1 trắng hoặc xá 1 vàng kèm số điện thoại. Màu vàng em còn 5 chiếc, màu trắng em còn đúng 3 chiếc thôi, chị nào nhanh tay trước thì được nhá. Xá 1 trắng hoặc xá 1 vàng kèm số điện thoại cho em. 199.000 ngay tại livestream này. Đấy, chị nào nhanh tay trước thì được nha. Chậm tay hết hàng. Các chị yên tâm cho em là mình được xem hàng là một này. Đồng hồ bên em đều chống nước chống xước thoải mái cho mình này, và bên em vẫn kèm theo thẻ bảo hành cho mình luôn. Bên em sẽ gửi cho mình một trong hai thẻ bảo hành này. Đấy, và bảo hành cho các chị là chọn đời không phai không đen này, một đối một trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi này. Bảo hành cho mình đeo không phai không đen không ngứa các chị nha. Rồi tiếp theo ạ. Sang một cái mã màu đi cho các chị chọn đi. Rất là nhiều chị thích cái mã màu này nhá. Đây, tiếp theo. Mã này cho em màu xanh lá thì là S4 ạ. Đồng hồ hãng các chị nhá. Các chị có thể mua hai chiếc về để làm mình thay đổi. Các chị thấy không ạ? Đồng hồ rất là nhiều mẫu làm đây. Rất là nhiều mặt vàng, mặt trắng rất là nhiều, nhưng mà riêng cái mặt màu như này mình đi rất là hiếm luôn. Mà hôm nay em cũng xả cho mình với giá 199.000 là các chị biết rồi. Còn đúng 5 chiếc. Mã của nó là S4 kèm số điện thoại cho em. S4 kèm số điện thoại 199.000. Đấy, em đang bán hơn 500.000 cơ. Chị nào nhanh tay trước thì được các chị ơi. Lưu ý hộ em là các chị đến mẫu nào thì để lại số điện thoại kèm mã cho em nha. Mã này là mã S4 kèm số điện thoại 5 chiếc này. S4 kèm số điện thoại 199.000 ạ. S4 kèm số điện thoại nha. Rồi tiếp theo ạ. Mã này xanh dương là S5 ạ. Đẹp nhỉ?
S5 kèm số điện thoại cho em, dây vàng mặt xanh dương nha các chị nha, đẹp nhỉ. Ôi sáng chưa? 199.000 ạ, à, lấy 2 chiếc được miễn phí giao hàng, vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay mặt size 20, cho mình xem hàng thoải mái nhá. Và bên em vẫn kèm theo thẻ bảo hành đàng hoàng cho mình, xả nhưng mà vẫn bảo hành như mới luôn các chị nhá. Đồng hồ hãng ký hiệu này, rồi mã này là mã S5 xanh dương, xuất sắc luôn, mình phải lấy ngay xanh dương hoặc xanh lá cho em, bởi vì là mình phải thay đổi, đừng đeo màu trắng, đừng đeo màu vàng nhiều các chị ơi, đeo mặt màu cho em để cho nó thay đổi, nhìn vào cái là mình biết mình đeo đồng hồ. Đấy các chị thấy chưa? Vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay xuất sắc luôn. Rồi, mã này là mã S4 là xanh lá, S5 là xanh dương, kèm số điện thoại cho em 199.000 nha. Cho các chị sang mặt vàng đi. Không rất là nhiều chị báo là mặt vàng nha. Rồi ok. Mặt vàng ạ. Mã Y1 ạ, xuất sắc chưa? Đồng hồ hãng nhá các chị nhá, ký hiệu đằng trước này. Ký hiệu đằng sau máy này. Rồi mã Y1 kèm số điện thoại, còn đúng 5 chiếc. Y1 kèm số điện thoại cho em. Y1 kèm số điện thoại các chị nha, không có nhiều đâu ạ. Dây vàng mặt vàng. Y1 199 kèm số điện thoại. Các chị cứ lấy ví dụ như là các chị cứ lấy một cái Y2 một cái Y3 như này, kèm theo một cái Y1 như này là các chị được miễn ship rồi này, mà lại còn được hai cái đồng hồ luôn. Bởi vì bên em vẫn bảo hành bình thường cho mình nhá. Đẹp chưa, hai cái, ui xuất sắc. Mã của nó là Y3 và Y1. Chị nào lấy mẫu nào thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Y3, Y1 kèm số điện thoại nhá. 199.000 một chiếc ạ. Hai chiếc được miễn phí giao hàng. Đỏ này rất là nhiều chị thích này. Đỏ này là mã S6 này. Tất cả đều còn mới nhá các chị nhá. Bên em vẫn bọc túi đóng bóng này về nhà các chị bọc ra, xong các chị chỉnh giờ cho em. Đây ạ, rút cái kim chỉ, rút cái này ra, xong các chị chỉnh giờ, xong các chị bật lại như này cho em là chạy nhá. Rồi, mã này là S6 ạ. S6 kèm số điện thoại cho em 199.000 ạ. Vẫn kèm thẻ bảo hành cho mình nhá. Bên em sẽ gửi một trong hai thẻ này cho mình luôn để bảo hành cho các chị. Đấy, bảo hành 1-1 ạ. Chống nước chống xước ạ, không phai không đen các chị nhá, không ngứa ạ. Đấy, mã này là S6 199.000, lấy 2 chiếc được miễn phí giao hàng ạ. Rồi, tiếp theo đây là mã A11 ạ. Một chiếc đồng hồ trắng phun đá kim cương nhân tạo cho mình luôn này. Mặt size 18, chống nước chống xước, mặt size 20, xin lỗi các chị. Mã của nó là mã A11 nhá. Đấy, chị nào lấy thì A11 kèm số điện thoại cho em. 199.000 xuất sắc chưa các chị ơi? Vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay nhá. Để về nhà rút cái chốt này ra chính giờ chạy cho em là được ạ. Đấy, đằng sau máy này. Yên tâm cho em là đeo tắm giặt thoải mái, đi mưa đi nắng thoải mái cho em ạ. Phun đá cá viền luôn ạ. Đấy, rồi mã A11 nhá. Tiếp theo đây là mã S3. Mã S3 này. Xuất sắc chưa các chị ơi? Mã S3 nhá. Chị nào lấy cái mã S3 này thì S3 kèm số điện thoại này, dây vàng mặt đen này, đồng hồ hãng, tất cả bên em đang bán hơn 500.000 cơ mà, thông số máy này. Chống nước chống xước, đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái nhá. Kèm thẻ bảo hành ạ, vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay, S3 kèm số điện thoại ạ. À, có chị hỏi mã đồng hồ này. Đồng hồ này là dạng VIP nhà em luôn. Đồng hồ này em không bán là 199 đâu các chị nha, nhưng mà có chị hỏi bởi vì là còn sót lại hai cái đấy ạ. Một cái trên này, đấy, một cái trên này và một cái này thì em xả cho mình luôn. Mẫu này em đang bán 990.000. Đồng hồ các chị nhìn là biết là đồng hồ hãng rồi đúng không? Hãng VL này, đấy, lút đấy. Ký hiệu, trời ơi xuất sắc luôn, đằng sau máy các chị thấy chưa? Rồi em xả cho mình mã này siêu VIP đi. Siêu VIP 350 kèm số điện thoại, miễn phí giao hàng luôn đúng không? Miễn phí giao hàng luôn. Siêu VIP kèm số điện thoại cho em, 350.000 miễn phí giao hàng. 100 viên kim cương nhân tạo được ấn này, nghĩa là nó không có nổi nên là các chị yên tâm cho em là không bị bong luôn các chị nhá. Ở trong mặt cũng có viên kim cương nhân tạo ở trong đá này, ở trong đá vẫn có viên kim cương cho các chị này. Nghĩa là viên đá kim cương nhân tạo. Viền này các chị thấy chưa, xuất sắc chưa? Mẫu này em thử đeo cho các chị luôn nhá. Đây ạ, chốt của nó đây ạ, rất là chắc chắn luôn. Mẫu này thì đúng là xuất sắc. Ui giời. Xuất sắc quá các chị ơi. Này, các chị nhìn kỹ hộ em này, tay càng to, đeo càng đẹp nha. Bởi vì tay em cực kỳ bé, các chị nhìn cái vòng tay này. Nên là đeo còn xấu ạ, chứ các chị tay to đeo rất là đẹp. Rồi, siêu VIP kèm số điện thoại cho em, 350.000 miễn phí ship luôn. Hoặc là các chị có thể lấy một chiếc siêu VIP này kèm theo một chiếc khác nữa. Với giá 199.000 các chị vẫn được miễn phí ship các chị nhá. Vừa làm đồng hồ vừa làm lắc tay, được xem hàng ạ. Mẫu này thì xuất sắc luôn, chị nào mà không... Còn có 2 chiếc thôi các chị nha. Còn 2 chiếc ạ, đây. Đấy. Siêu VIP kèm số điện thoại cho em, còn đúng 2 chiếc thôi. Chị nào lấy nhanh thì được, 350.000 miễn ship nha. 350.000 miễn ship ạ. Siêu VIP kèm số điện thoại, 350.000 miễn phí giao hàng trong livestream này. Chị nào nhanh tay trước thì được nha. Rồi chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em ạ. Rồi, 350.000 miễn ship cho mình luôn. Chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em nha.